Cấp dự báo cháy rừng ở các huyện Văn Bàn, Bát Sát và thị xã Sapa đang ở cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt tại các địa phương này đã xuất hiện một số điểm cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rừng tới toàn thể người dân biết và thực hiện. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn nghiêm cấm việc sử dụng lửa đốt giòn thực bì khi nguy cơ cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức thường trực 24 trên 24 giờ để theo dõi nắm bắt khi có cháy rừng xảy ra phải khẩn trương huy động các lực lượng phối hợp chữa cháy rừng